toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con yêu mến. Cô rất vui vì được đồng hành với các bậc phụ huynh trong một video ngày hôm nay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh dạy trẻ tại nhà làm quen với một hoạt động khám phá khoa học và xã hội với chủ đề nghề nghiệp, trò chuyện với trẻ về nghề dịch vụ. Để phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ học tốt tại nhà, cùng đón xem video này nhé. Để có thể biết được đó là những ngành nghề nào, xin mời chúng mình cùng xem một đoạn video nhé. Họ là những người bận rộn nhất, họ là những người căng thẳng nhất, nhưng cũng là những người chịu hiểm nguy nhiều nhất. Họ là những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Những ngày cuối tháng 3, khi ổ dịch của bệnh viện Bạch Mai trở nên khó kiểm soát hơn, đó cũng là lúc các bác sĩ của bệnh viện bắt đầu cuộc chiến của mình. Bên cạnh mặt trận chiến đấu với virus, những chiến binh áo blue trắng giờ đây đảm nhiệm thêm vai trò của những người thân trong gia đình của các bệnh nhân. Nay bà có mệt không? Mệt lắm. Thì hôm trước đã can thiệp xong một nhánh rồi, vẫn còn một nhánh nữa. Thì chờ cho hết dịch. Thích ở đây bọn con hơn hay thích về hơn? Về chứ. Thích về hơn. Bệnh cách ly thì là mẹ bạn cũng về lâu rồi. Là bình thường là mẹ làm, bây giờ là mẹ Linh làm rồi. Cách đó hơn 20 cây số, các bác sĩ của khoa cấp cứu bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhiều tháng nay họ chưa về nhà. Cũng từng đó thời gian họ thích nghi với những bất tiện của bộ đồ bảo hộ. Nhưng đổi lại, 126 bệnh nhân dương tính đã khỏi bệnh để trở về với gia đình, gửi lại cho họ những lời động viên sâu sắc. Tôi cũng từng là một y tá nên biết là tôi có thể chết vì bệnh này. Tôi rất biết ơn các bạn. Các bác sĩ y tá đều rất phi thường. Họ đều là những người tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Những lời cảm ơn đó cũng chính là niềm tin của tất cả chúng ta. Dù dịch bệnh diễn biến ra sao, những chiến binh áo blue trắng vẫn sẽ kiên cường trong cuộc chiến này để mang lại sự bình an, sức khỏe cho người dân. Qua đoạn video, các con đã tìm được câu trả lời cho mình chưa? Đó chính là nghề bác sĩ. Bác sĩ là người thăm khám và chữa bệnh cho bệnh nhân đấy các con ạ. Và có một nghề dịch vụ nữa mà cô muốn giới thiệu với các con, đó chính là nghề tiếp viên hàng không. Vậy công việc hàng ngày của tiếp viên hàng không như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé. Và đặc điểm của hành khách của chuyến bay ngày hôm nay. Xong rồi, lên sân bay và đi làm thôi. Khi di chuyển trong nhà ga thì tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bắt buộc phải đi theo hàng ngũ để mang đến hình ảnh đẹp nhất cho khách hàng. Hôm nay mình bay hai chặng Hà Nội và Sài Gòn. Sau khi hoàn thành các quy trình kiểm tra trước chuyến bay thì chuẩn bị đón khách thôi. Đợt này Sài Gòn đang có dịch rất là phức tạp nên là tiếp viên chúng mình được trang bị bảo hộ rất là kỹ càng, vừa bảo vệ khách mà cũng vừa bảo vệ bản thân mình nữa. Vietnam Airlines mới triển khai dịch vụ mới đó là chào khách trên máy bay, thể hiện sự trân trọng và tạo dấu ấn riêng của hãng mình đối với khách hàng. Tuy trong mùa dịch nhưng mà tiếp viên chúng mình luôn cố gắng phục vụ khách hàng phải chu đáo nhất. Chia sẻ một chút cho các bạn nào chuẩn bị thi tuyển tiếp viên hàng không thì tiếp viên hàng không thì vậy thôi, nhưng mà cũng là một ngày rất là vất vả đấy ạ. Đây là một ngày phục vụ hành khách xong là lúc tiếp viên thay nhau nghỉ ngơi và ăn trưa. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách. Việt Nam Airlines, welcome aboard. Khi đi máy bay thì các bạn sẽ được phục vụ khăn lau kháng khuẩn. Các bạn lưu ý chỉ lau tay và vật dụng cá nhân thôi nhé, không dùng trong mặt nhé. Vậy công việc của tiếp viên hàng không là gì? Công việc của họ đó chính là phục vụ, đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho hành khách trên chuyến bay, hướng dẫn hành khách trong những trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, nghề chăm sóc sắc đẹp là một nghề dịch vụ mang đến cái đẹp và sự thoải mái cho khách hàng. Khi khách hàng lựa chọn dịch vụ này, họ có thể cải thiện sắc đẹp cũng như là thư giãn, giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Ngoài ra, còn có một số ngành nghề dịch vụ phục vụ cho đời sống của con người, đó chính là nghề lái xe taxi, nghề hướng dẫn viên du lịch và nghề bán hàng đấy các con ạ. Mỗi nghề lại có những nét đặc trưng riêng. Vậy sau này con ước mơ trở thành ai? Con hãy chia sẻ ước mơ đó và gửi về cho các cô. Rồi, cô đã hướng dẫn cho các bậc phụ huynh trò chuyện với trẻ về đề tài nghề
dịch vụ. Cô rất vui khi được chia sẻ với các bậc phụ huynh. Hy vọng rằng trong các video, các bậc phụ huynh có những buổi học thật bổ ích và vui vẻ cùng với các con. Xin chào và hẹn gặp lại.